chị Kim Quốc Tiến, và hôm nay thì Vân sẽ giới thiệu đến mọi người một mẫu bồn cầu 2 khối đến từ thương hiệu thiết bị vệ sinh Kasai, một thương hiệu rất nổi tiếng tại Đài Loan. Thì bàn cầu này, đây các bạn có thể thấy là bàn cầu 2 khối được thiết kế chân cầu cũng không quá nhiều ngóc ngách nên việc vệ sinh sẽ rất dễ dàng cho chúng ta. Hơn nữa thì bàn cầu này sẽ có thêm một cách nước ở phía trên cùng với hai nút nhấn tiết kiệm nước ở đây, 3 và 6 lít. Thì bàn cầu C này có mã số CJ1325. Đây, sử dụng hệ thống xả thẳng. Ở đây thì sẽ có hai cửa xả ở hai bên như thế này, sẽ không có viền ở bên ngoài cho nên chúng ta sẽ thấy dòng nước xoáy rất là mạnh. Và hơn nữa thì lòng bàn cầu cũng khá là sâu cho nên việc sử dụng cũng sẽ hạn chế được việc nước văng ra bên ngoài. Bàn cầu này sử dụng nắp nhựa PVC là nắp thường có màu trắng, giúp cho tăng độ tuổi thọ sử dụng. Thì để có thể biết thêm những thông tin chi tiết về sản phẩm này, mọi người có thể truy cập vào link phía dưới nha. Và bây giờ chào tạm biệt.